Xin chào quý các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Lake. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã được trải nghiệm rất nhiều cấu hình những bộ dàn karaoke sử dụng những thiết bị như những dòng loa full cao cấp với chất âm rất là mạnh mẽ, tiếng hát rất là bay bổng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào quên được với những bộ dàn karaoke sử dụng những chiếc loa nằm với chất âm rất là mềm mại và nhẹ nhàng tách bạch. Vậy thì ngày hôm nay Đức Anh sẽ giúp quý bạn có thể trở lại cái không gian sử dụng những bộ dàn karaoke loa nằm. Và đặc biệt, ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một cặp loa Bass 30 đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Bộ dàn gồm những gì thì xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Sự xuất hiện nổi bật đầu tiên trong bộ dàn chính là một cặp loa nằm Bass 30 đến từ thương hiệu BIK của Nhật Bản. Đây là một trong những phân khúc modem cao cấp nhất của hãng về phân khúc loa nằm Bass 30 phiên bản BS999X. Đây là dòng loa được thiết kế khá là ấn tượng với 5 loa, 2 đường tiếng, bao gồm một loa bass 30cm. Cấu tạo loa bass thì được sử dụng gân bằng loại gân vải, rất là bền và có độ chịu lực cao, tạo ra tiếng bass đầy uy lực. Sử dụng tới 4 loa chép hình nón có đường kính lên tới 7,7cm, rất là to để có thể tạo được những âm cao, chi tiết và tách bạch, âm chép rất là hay. Chiếc loa này thì hiện tại đang có mức công suất RMS khoảng 300W và đạt max lên tới 1400W ở trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này thì hiện tại có thể đáp ứng được khá nhiều không gian trong gia đình của bạn từ 25 cho đến 35m². Hiện tại mức giá của dòng sản phẩm này đang có mức giá niêm yết tại Bảo Châu Lake là 10.409.000 đồng. Quý bạn đã sở hữu ngay một cặp loa BIK dòng loa nằm Bass 30 hot nhất của thương hiệu Nhật Bản. Và để phù hợp với cặp loa BIK BS999X này, chúng tôi sử dụng trong bộ dàn chính là hệ thống cục đẩy công suất đến từ thương hiệu BIK đồng bộ phiên bản BIK VM620A. Đây là mẫu đẩy công suất 2 kênh với mức công suất lên tới 600W ở mỗi kênh, trở kháng 8 ohm. Sử dụng cho mình đó là mạch Class H cũng như nguồn xuyến tạo ra tiếng bass và độ trong của phần âm thanh đưa ra. Hiện tại thì mức giá của sản phẩm BIK VM620A này tại Bảo Châu Lake là 6.909.000 đồng. Kết hợp xử lý tín hiệu trong bộ dàn này là một trong những mẫu vang số chỉnh cơ đang hot nhất ở thời điểm hiện tại đến từ thương hiệu BIK Sound. DSP 9000 Plus phiên bản 2021 với nhiều cải tiến thông minh, có nhiều chế độ hát karaoke giúp các bạn có thể trải nghiệm những âm thanh hát karaoke rất tuyệt vời, các cấu hình Echo và Echo trộn Reverb. Ngoài ra thì quý bạn có thể hiệu chỉnh, căn chỉnh chức vang số chỉnh cơ này hoàn toàn bằng tay và cả máy tính để có thể chơi nhạc theo ý thích của mình. Mẫu vang số chỉnh cơ này còn được áp dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến, những kết nối đa năng như cổng quang Bluetooth điều khiển từ xa để quý bạn có thể giải trí trên các thiết bị thông minh smart của mình. Và đặc biệt với mẫu vang số chỉnh cơ này, quý bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 2.409.000 đồng để có thể trải nghiệm một chiếc vang số chỉnh cơ trong bộ dàn karaoke gia đình. Lưng tầm bộ dàn này chính là một hệ thống siêu trầm ở ngay phía dưới tôi đây. Một trong những phiên bản loa siêu trầm đang ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại, phân khúc Bass 30 công suất là 350W đến từ thương hiệu BIK Sound. Đó chính là phiên bản SVK612. Với SVK612 này, quý bạn sẽ được trải nghiệm những âm thanh đầy uy lực của giải bass và mềm mại với mức công suất cũng như là công nghệ mạch Class D tạo ra hiệu năng cực kỳ ưu việt cho những giải âm trầm thấp và nâng tầm cái bộ dàn của mình lên một lớp so với những bộ dàn mà thiếu là trầm. Và mức giá rất là tuyệt vời của phiên bản SVK612 này tại thời điểm hiện tại chỉ là 5.190.000 đồng, là quý bạn đã sở hữu ngay một mẫu súp ăn khách nhất của thương hiệu BIK Sound Bass 30, công suất là 350W. Và không thể thiếu được trong bộ dàn này chính là một bộ micro không dây. Đây là một trong những bộ mic có thiết kế rất là đẹp với chất lượng cũng như các công nghệ cực kỳ cao cấp. Dòng mic này thì quý bạn có thể dò tần số sóng tự động này, cảm biến tự ngắt trong vòng 3 đến 5 giây, và đặc biệt đó là quý bạn có thể chọn sóng sạch theo từng không gian, từng vùng khác nhau để cho cái sự ổn định cho tần số tai mic cũng như là tiếng mic được ổn định nhất trong quá trình sử dụng. Với bộ mic BIK BZU500, quý bạn sẽ được trải nghiệm những thiết kế thay đổi hoàn toàn mới, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Mức giá chỉ 3.900.000 đồng, là quý bạn có thể sở hữu ngay bộ mic mới nhất đến từ thương hiệu BIK trong năm 2021. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ thì xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Áo em áo em mà nỡ rộ, một bông cũng yeah.
hè trôi mưa thấm, nhìn nhau lã lắm, em yêu ai rồi. Nếu như những ai mà yêu thích những dòng loa nằm sở hữu chất âm mềm mại và trong trẻo thì chắc chắn không thể bỏ lỡ qua bộ dàn combo karaoke ngày hôm nay. Với bộ dàn này, quý bạn chỉ cần đầu tư với mức giá thành là 29 triệu đồng để sở hữu ngay một cặp loa nằm đến từ thương hiệu của Nhật Bản BK Bass 30, phiên bản hot nhất của thương hiệu BK, với một hệ thống cục đẩy công suất BKVM620A, mẫu vang số chỉnh cơ DSP9000 Plus phiên bản 2021, bộ micro không dây BK BZU500 cũng phiên bản mới nhất của thương hiệu BK và một trong những chiếc súp ăn khách nhất của thương hiệu BK Sound SWK612. Tổng giá trị bộ dàn là 29 triệu đồng. Quý bạn lưu ý hãy gọi điện tới số hotline 1900 0255 hoặc truy cập website bảochoulec.com để có thể đặt hàng bộ dàn karaoke ngày hôm nay tại đó. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Oleg. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, Đức Anh xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Oleg sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ.